xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Mini World. Và đây là Núp. Xin chào. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Núp Team. Mọi người chào. Hello mọi người. Núp đâu? Đấy, uầy. À đây à? Rồi. Không phải, Núp thay cái skin này ngày hôm nay để tham gia một cái mini game các bạn ạ. Đấy, thợ săn kho báu Giáng sinh. Đấy, còn nói chung là còn 1-2 tháng nữa thôi là đến Giáng sinh rồi. Thế nên là chúng ta sẽ tham gia cái mini game này. Đấy, mình sẽ đổi skin này cho nó hợp với cả gọi là phong thủy các bạn nha. Không có nhân vật nam mới đâm ra là mình phải cho nhân vật này không biết là nữ hay nam. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta đó là phải đây xuống đây và tìm những cái kho báu ở dưới gọi là vùng đất băng tuyết này. Và chúng ta có thể là oánh lộn được. Phải không ta? Để mình thử xem nào. Ờ đúng rồi, oánh lộn được các bạn ạ. Đấy, và ai chế tạo đồ vít nhanh nhất thì người đó Paro thôi. Thế về thế nhiên vay làm sao? Ý kiến gì múc nhau à? Uầy, đây, lúc nâng cấp xẻng các bạn ơi. Đấy, xẻng để giúp chúng ta có thể là đào được những cái gọi là xịn mịn hơn. Ô, sao mình đào được nâng cấp? À, xẻng to còn kẹo thêm ạ. Đó, uầy. Uầy, đào hôm qua đây. Cái gì đây? Zeno đã tìm thấy dương giáng sinh trị giá 17. Hey, 17 kẹo ghê nhờ. Đó, tôi bảo rồi, kho báu đây trị giá xịn lắm. Hình như là càng phía sâu, à đâu, không. Núp nghĩ rằng ở trên này cũng khó đấy các bạn. Nên xui à, ai à, vay cũng kiếm được, cũng kho báu ghê quá nhờ. Khấm khá quá nhờ, ui, mấy thanh niên làm ăn ghê quá. Tiết giờ các bạn ơi. Ui 26 kẹo luôn à, ghê thật. Tiết giờ là mình không được cái kẹo nào các bạn. Thôi mình cứ về mình chế đã. Kệ mấy thanh niên. Xẻng đầu nhọn, ok, xẻng đầu nhọn với chúng tôi. Ui, có cả bom C4 này. Đây, mình cứ đào mấy cái này nâng cấp lên. Nhìn cái xẻng này nó dị thật sự luôn. Ngay đây có kho báu này. Ồ, mình cũng được kho báu các bạn. Yes. Đấy, chỉ cần lấy được kho báu là chúng ta được kẹo luôn rồi. Trời ơi, mình sẽ nâng cấp lên cái xẻng đầu búa. Trời ơi. Rồi, tiếp đến là chiếc cào à. Ui, mình bàn cào rồi à. Ghê thế nhở. Đây. Ơ, sao cái hộp quà này làm gì có được kẹo Giáng sinh đâu nhở? Được rồi. Trời ơi, vanh nhận. Nó chui mấy cái hộp vào trong người vanh luôn này. Ờ, dùng để đổi kẹo Giáng sinh mà. Đi à? Nó đổi ở đâu? Không đổi ai được hộp đầu tiên. Đâu, để mang lên nút xem nào. Thế đổi ở đâu ta? Đâu, từ nhận. Nhìn lên xem. Là lão, thích đánh nhau ạ. Thích đánh nhau. Thôi. Là lão. Bỏ chạy. Đi thích quẹo đó. À đâu? Chạy. À, nên chạy các bạn ạ. Ở đâu? Mang đây nút đổi cho. Wow. Bánh đổi rồi. Mang đây. Ui giời ơi. Đổi hết rồi. Tưởng không biết. Ui. Hôm giờ dương kẹo Noel được hẳn 39 các bạn ạ. Ghê thật. Đó các bạn thấy không? Cái chiến thuật của mình nó là càng sưu tập nhiều cái kẹo, sau đó chúng ta nâng cấp cái xẻng ấy thì chúng ta càng tìm được kho báu nhanh và đơn giản. Ngon bùi rẻ ở đây chứ là đâu. Đó, ui, xương Giáng sinh tiếp này. Mặc bộ áo giáp này vào nhá. Nhìn nó đang ở trên mình ta. Nhiều dương quá. Rồi, ok, chúng ta sẽ về rồi, phải nâng cấp nhanh các bạn ạ. Chứ không là mấy thanh niên này tí nữa nâng cấp cũng được xẻng là ghê lắm. Đấy, chúng ta có thể là đổi kẹo, bán kẹo này. Đổi kho báu chứ quên mất. Rồi, uầy, chiếc cào. Mình nâng cấp được chiếc cào chúng cần hai sô-cô-la được bom C4 này. Uầy, 26 kẹo. Bom C4 này. Đến cái gì đây? Mấy thanh niên nào đào không nhặt này? Mũi khoan này. Chắc là núp rồi. Trời ơi, thôi, về dây nó nhặt rồi. Trả đi. Uầy, mình nhặt được mũi khoan rồi các bạn ơi. Wow. Rồi, chờ ta bẹp. Uầy. Ui, mũi khoan này cảm thấy lẩm thế nhở? Lẩm nhờ các bạn nhờ. Ui. Ừ, công nhận lẩm thật. Lẩm thật sự. Chúng ta không nên mua đâu mọi người ạ. Ta, mũi khoan lẩm quá. Trời ơi, mũi khoan lẩm lắm mọi người ơi, đừng mua. Đúng khuyên thật. Đào một cái vất nửa mát thôi gì. Ui ạ. Ui, thanh niên Zeno ở dưới này đào ghê quá nhỉ. À, thanh niên nhá nhặt kho báu của mình các bạn. Cái gì? Pixel đào ra nhá, lúc trước sau nhá. Không, Núp thấy, ui, đây còn kho báu các bạn, kho báu kẹo Giáng sinh này. Không, Núp thấy mà, Núp rõ ràng, Núp thấy các bạn. Mình không biết là Pixel thấy trước hay thấy sau, nhưng mà chỉ cần tranh cướp là mình phải tẩn luôn. Rồi, dùng cái mũi khoan này đào rất là nhanh luôn. Đào liên tục luôn các bạn, liên hoàn đào. Đấy, sau đó bây giờ mình sẽ về nâng cấp kiếm ạ. Sau khi nâng cấp được kiếm xong mình sẽ đi gọi là săn.
tầm này thợ săn mà. Đường đường là mini game thợ săn kho báu, mình lại để cho mấy thanh niên kia sống sống sót thì là hơi sai sai. Ơ sao làm gì có kiếm đâu núp này. Có đây, trên trang bị đây. Ui. Đấy kiếm mà thanh niên hỏi không có kiếm ạ. À. Ảo à? Ảo giác à? Đây. Đào hết chỗ này đi các bạn này. Wow. Ui trời tối thế nhở. Rồi ok về rồi. Sao thanh niên không tìm được kiếm à? Trang bị đầy kiếm với thanh niên mất hoa bạn. Ui kiếm sắt kiếm khát máu ở đây. Ui trời ơi. Ui đó. Mình có cái dương 39 kẹo thanh niên đào sẵn ra mà không nút này. chắc là mình bỏ sót. Thôi trả nút đi, trả được gọi là đây, người mất đi. Đây trả cho này. Đây đi sao trả cho này. Đấy. Sẻng sô cô la các bạn ạ. À, tiếp đến là sẻng gì đây? Lấm sẻng á, mũi khoan chưa phải là nhất đâu. Mà mình cũng phải nâng cấp. Ui chết giờ rồi. Lại phải đi xem là đổi ngược lại được không ta? Không không. Rồi, sẻng sô cô la. Ui cái trời, cái khu này thà luôn chứ nó tanh bành luôn ạ. Nó tanh bành hết rồi. Rồi. À, thanh niên Zeno. Sẻng kẹo mút. Ok. Sẻng kẹo mút rồi, tiếp đến là sẻng Noel à. Ừ. Ui, được, giết Zeno đi, với Zeno về mua đồ. Có cái vấn đề mà trời ơi, giết là để được điểm đấy. Ui. Có xương ở dưới. Ấy, ở dưới nhăn. Thích nhờ xuống đúng lúc thích nhờ. Ui lắm dương quá trời ơi. Ui mình phải nhặt hết các bạn ơi, mình phải nhặt hết. Chỗ này là của mình, địa bàn này của ta, các ngươi xuống đây ta sẽ khô máu. Ui càng thôi, chế độ với anh ơi. Chúng ta mà đánh nhau là núp được lại đấy. Ui à luôn cái sẻng kẹo ngọt à. Ui ghê thật sự, sẻng kẹo mút chứ quên mất. Về ra mà đúng không bạn? Ui này, núp lượm được cả đống kho báu luôn các bạn này. Ôi đúng chất thợ săn kho báu là đây. Ôi tội dưới này hơi tối xíu đâu các bạn, đánh nhá. Ui xịn thật sự các bạn. À thanh niên này. Sao Đánh nhau. Ui chưa kịp đánh đã đi đời rồi. Ui mình nhìn sơ qua thấy một đống hòm không, mấy thanh niên không ai nhặt luôn. Đúng rồi, ta là đã gọi là cai quản chỗ này. Ui có cái dương gì đây. Wow 64 luôn các bạn. Rồi ta cai quản khu này, thanh niên nào xuống đây thì biết điều nộp mạng nhé. Wow nhặt hết các bạn này, nhặt hết ạ. Xong tính sao. Wow quả này là mình vài mình nâng cấp được luôn rồi đấy. Sao thanh niên vay xuống đây mình chết luôn. Thanh niên vay xuống đây mình gõ cái chết luôn bạn. Đâu à? À đi về đó bạn. Ui nhiều kho báu quá. Trời ơi toàn kho báu mà không có thanh niên nào nhặt. Núp đào nhiều lắm. Cái sẻng của núp đào một cái luôn là. Rồi ui phun dương luôn ạ. Ghê dã man. Rồi nó phải về chế. Đó nhiều quá mà. Dư sức luôn bạn. Ui cái kho báu kiểu như thiên thần kia được hẳn 64 luôn đấy các bạn. Nhiều dã man luôn. Rồi hình như là mình được cái sẻng kẹo Noel là sẻng vít nhất rồi sao các bạn ạ. Mình không thấy nâng cấp được lên này. Đó là cái kẹo sẻng gọi là xịn sò con bò nhất rồi. Rồi còn bây giờ là ta sẽ đi chế kiếm. Chỉ áo giáp đã. Làm gì thì làm các bạn. Phải nâng đầu thủ đã, tính sau. Chứ không thể nào mà để cho mấy thanh niên gọi là tắc quái được. Tí nữa mình phải đề phòng các bạn ạ. Ok, áo giáp kim cương này, giày kim cương này. Đấy, ngon ngay. Ui thôi. Rồi, giờ nâng cấp kiếm. Ui, kiếm đá, kiếm sắt, kiếm khát máu, kiếm kim cương. Ui, kiếm kim cương nó 75 sức tấn công à. Lại thêm cần thêm sô-cô-la các bạn nhé. Sô-cô-la này, rồi ok, kiếm ánh sáng. Và tiếp tục là cần đến, ui, nhiều thế. Ơi, như nào đánh, ấy. Đừng có đánh coi. Thích thì đánh, làm sao ý kiến không? Lút không báo rồi, mình chiều được sửa luôn. À, ui, dương ngon luôn. Kỳ quá nhờ. Thích thì đánh, ý kiến không? Ý kiến ý cùng với ông. À, ý kiến này. À, lút Zeno xuống đây. Rút kiếm ra. Thôi, mình chạy thôi bạn. Đây nào, rồi. Có kiếm rồi. Kiếm khát máu. Ui, lúc này, lúc, ui. Lúc đấy mấy con người tuyết các bạn này, Snowman.
Ôi nhưng mà mấy con snowman này sao trâu đấy. Wow, được đống hộp quà Giáng sinh luôn. Ui mấy thanh niên kia không biết kìa. Máu luôn. Ui, xin thật sự. Wow. Này mọi người ơi, ra đây đánh mấy con snowman này được được hộp quà còn xịn hơn cả cái kho báu đấy. Wow. Xịn mịn, xịn mịn. Xịn mịn dã man. Wow, mình sẽ mở hết các bạn đây. Wow. Cái này hộp này là nó kiểu hên xui nhưng mà mình chắc chắn là nó sẽ nhiều hơn các bạn. Đấy, thực ra thì đào kia nó cũng nhiều các bạn. Đào kia nó cũng nhiều mà. Cái này là wow, bình thường. Thôi. Tôi đi ấy đây. Đi đào cái cho nhanh các bạn ơi. Đâu, thử test xem là cái xẻng này nào. Ui. Ui, đào một cái gọi là ui ôi lủng chỗ này luôn ạ. Ơ mấy thanh niên đi đâu hết rồi ta? Về chế đồ đang hết là không có dưới này kiếm, à? Đang chế kiếm hết đang chế đồ. Trời ơi dưới này ghê quá. Dưới này nhiều dương quá các bạn ơi. Ui mình đào một cái nó cả đống dương báu luôn đấy. Ui. Ui. Nhặt không như xòe luôn. Ui rồi. Ui rồi. Ui. Nhiều quá. Ta đúng kiểu một mình một vương quốc ấy. Thế đâm ra là chả có ai tranh cướp. Ôi, đánh thích. Đánh con người tuyết kiểu gì đấy. Ra đánh thôi. Ôi trời ơi. Chỉ cần ra đánh là được. Ui. Ui núp đào đến tận cùng của gọi là trái đất rồi. Ui nó khỏe thế này. Đánh mãi không chết thế này thì chả hiểu thanh niên kia đánh kiểu gì. À đây đây. Đánh rồi. Chết mà. Trời ơi. Chết rồi. Châu đánh lâu cũng chết. Cái quan trọng là con muốn đánh hay không thôi. Nhiên đi leo ra ăn hôi kìa. À nói chứ mình đừng cả đống kho báu. Hôi đâu đi theo quất vào thế à. Tự nhiên vanh ở đâu chui ra chứ. Mình phải nhanh các bạn ơi. Mấy thanh niên đang chế được đồ VIP lắm rồi đấy. Về nhanh. Mày sẽ phải chế lên thanh kiếm VIP nhất đã. Sau đó mình sẽ đi chiến đấu luôn nhá. Này chờ đợi gì. Đào xem nào trang bị nào. Ui kiếm đại hỏa. Wow kiếm đại hỏa rồi. Tiếp đến là gì. Kiếm cầu vồng. Wow xịn thật sự. Rồi ok kiếm cầu vồng cần rất là nhiều cái khối sô-cô-la. Ơ không đổi sô-cô-la sang kẹo được nhở. Không. Ui dương quỷ nó cũng ghê này các bạn ạ. À luôn cái, mấy cái dương kia nhiều dã man luôn. Vừa lấy mình không để ý mấy cái dương quỷ kiếc là nó được bao nhiêu. Rồi chúng ta chế đi tính sau. Nào kiếm cầu vồng. Rồi. Ui cái gì ấy. Đấng chí tôn. Ui sáng lấp lánh luôn các bạn ơi. Hình như mình chế xong cái thanh kiếm. Ui đây. Chém một cái chết thanh niên video luôn. Tới số rồi các người. Rồi ui, ta lên nghỉ chơi thôi. Ta phải xuống đây đi săn với thanh niên dưới này đã. Với thanh niên dưới này đâu hết rồi. À xuống à. Xuống thì Zeno lại về. Về hay à. Hay à. Về này. Ui. Về này. Về. Đó, đó. Ai ai ai. Về này với chúng tôi này. Chạy thôi. Đó, đó. Về này. Ui ôi, thanh niên video khỏe quá nhờ. Gầy lấy nhau đánh lộn rồi. Về với chúng tôi này. Ai à. Mấy thanh niên này ghê quá nhờ. Về này. Ai à. Thanh niên video hình như lên áo giáp kim cương phải không? Nào. Nào. Về chúng tôi này. Về này. Ui thanh niên này lên áo giáp kim cương mà trâu quá. Thanh niên nào cũng ấy luôn. Thanh niên nào cũng kiếm cầu vòng luôn à. Đâu Zeno kiếm ấy mà. Zeno đã được kịp chế đâu. Mọi người cứ biết hoài. Đây là kiếm cầu vòng rồi. Mà thanh niên núp không cho chế luôn. Khó chịu thật sự mà. Cho mấy thanh niên đi gặp chị hàng luôn. Đây chúng ta có thể là mua hẳn cái kiếm cầu vồng bằng xu các bạn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nên nếu mà chơi cái mini game này các bạn không nên chơi kiểu thế các bạn ạ. Chơi kiểu dùng tiền để đàn áp thì không chơi bay to win đâu nha. Dùng tiền để đàn áp thì nó hơi thiên vị cho đối thủ. Ui, trời ơi hơi thiệt cho đối thủ các bạn. Thiên vị cho mình quá. Sao à sao ạ. À làm sao. Ui cứ one hit một bé rồi các bạn. Ui không báo mình à đâu. One hit. À ui sao rồi, lâu mới chém được. Lâu mới chém thanh niên này bay nha các bạn nhá. Ui kỹ năng hồi lâu. Kỹ năng hồi lâu vãi luôn. Mấy thanh niên này à. Chém nó kiểu sao ấy. Ây áo à. Kiểu như là chém lâu kỹ năng nó bị hụt ấy. Cay ra man các bạn ạ.
Ủa, mình vừa tiến mình bay ra ngoài thế giới luôn. Ghê thật sự. Uầy, vừa lấy lúc chế được cái thanh kiếm này nó có ánh hào quang nó đẹp dã man luôn đấy. Trời ơi. Kỳ xèo gamer. Như nào, ui thanh niên núp dục kỹ năng tít ra kia rồi chết kìa. Ok thì có lẽ rằng là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay là mình đã chế được cái thanh kiếm cầu vồng 300 sát thương gọi là VIP nhất ở trong cái thợ săn kho báu này đầu tiên rồi các bạn ạ. Đó và nó rất là mạnh luôn các bạn thấy không? Sử dụng một kỹ năng là thanh niên nào cũng đi ngủ mới run luôn. Và nếu các bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, đăng ký kênh của Núp nha. Và đừng quên qua kênh của Zeno, qua kênh của Pixel, qua kênh của Vanh. Ấn đăng ký ủng hộ mọi người nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Bye, bye.